tôi thì tốt với tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai để lúc tôi xa người, đừng chờ ngày mai có khi tôi phải ra đi. Ôi một làm sao nói lời tạ ơn, nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời, đừng chờ ngày mai có khi tôi phải ra đi. Biết phải làm sao tạ lỗi người, điều rằng có nói đau nghẹn ngào có nỗi vui, điều rằng có nói đau nghẹn ngào có nỗi vui. Nếu nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng chờ ngày mai có khi tôi phải ra đi, trôi giạt về đâu chốn nào thừa nương. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ, đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời. Đừng chờ ngày mai có khi tôi thành mây khói, cát bụi làm sao làm biết tìm người. Điều rằng có nỗi đau nghẹn ngào có nỗi vui, điều rằng có nỗi đau nghẹn ngào có nỗi vui. Sau khi Hận Ly Hương, một hơn một triệu người dân miền Bắc đã vào miền Nam,
thì họ bắt tay ngay vào việc để xây dựng khu chủ mật, khu dinh điền, và mọi người cực lực làm để có một nền kinh tế vững vàng cho miền Nam vào thời đệ nhất Cộng hòa. À, nhạc sĩ Văn Phụng đã viết bài hát Bức họa đồng quê năm 1955. Ông đã diễn tả một cái cảnh vui, một cảnh sống động của tất cả người dân miền Bắc đã chọn miền Nam làm quê hương thân yêu. Và chúng ta nghe những lời của Văn Phụng qua phần trình bày của Tam Ca trong Ban Thủ Ca Xuân Danh, Lan Hương và Vũ Hùng trong nhạc phẩm Bức họa đồng quê.